Alo bà ơi, cái chuyện mà bà nói với tôi về con bé Tú á, hồi nãy tôi mới thấy nó ở trong group game gì mà trò chơi chết chóc gì, rồi khoe nhau gạch tay gạch chân gì tùm lum hết á bà. Cái gì? Trò chơi chết chóc hả? Tụi nó nhắn tin gì cho nhau là chơi thử thách theo phim kinh dị, hẹn nhau ra ngoài nghĩa trang, rồi lấy dao lam rạch tay rạch chân gì tùm lum hết trơn á. Mà chưa hết đâu, cái chuyện kinh khủng hơn nữa là đứa nào mà tự tử trước là đứa đó chiến thắng nữa. Cái gì? Em Anh Hoài, anh bị sao vậy? Hả? Anh có sao không? Anh Hòa! Sao thế? Đèn lấy hộp y tế. Anh không sao đâu, ngồi chút xíu sẽ khỏi thôi mà. Anh bị chảy máu mũi như vậy rồi mà còn nói không sao là sao hả anh? Anh bị bệnh phình mạch. Mỗi lần căng thẳng máu mũi nó chảy ra, chút xíu sẽ khỏi thôi. Anh không ngờ bên con Liên là sống cạn tình cạn nghĩa gì vậy. Mẹ bà nó, ít ra phải cho thằng nhỏ thấy mặt ba nó, tối ngày chỉ biết tiền với tiền thôi. Đây chỉ là bà ngoại của con em thôi, chứ Liên không phải như vậy đâu anh. Lỗi cũng là do em mà, để cô ấy khổ. Chỉ hận cái là giờ em nghèo. Khang, nhớ quá. Em cũng nhớ chị. Ba. Con gái, ở bệnh có ngoan không? Dạ, con ngoan lắm luôn á ba. Con còn được 10 điểm toán ba. Wow, con gái ba giỏi quá. À, Khang, chị có quà cho em nè. Em cảm ơn chị. Cuối tuần em sắp xếp thời gian đưa Thiên Anh qua đây để cho hai chị nó chơi với nhau nha. Thằng Khang nó cứ mèo nheo đòi chuyện nó hoài à. Dạ em nghe nè anh. Cô đang ở đâu á? Anh cảm thấy mình kém cỏi hơn. Bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng? Tướng Liên ly hôn. Hả? Cái chồng con mẹ chưa có cái đời nào tuyệt tự. Cút về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xem hoa nở, khi trời trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt. Mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ. Từ đầu đến rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh tìm lấy người khác. Như vậy là trái với luân thường đạo lý. Anh hiểu chưa? Tại sao hết tin đi. Một mai thức giấc. Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Chúng ta phải hạnh phúc.